Thưa quý vị, chuỗi nhà hàng karaoke phải tạm ngừng vô thời hạn vì dịch bệnh COVID-19. Thất thu gần 2 năm nay, bé N, 60 tuổi, lương trong lo âu căng thẳng và mất ngủ. Trước khi đại dịch bùng phát, công việc điều hành chuỗi nhà hàng karaoke của bà đã mang lại cho bà N thu nhập rất tốt. Tuy nhiên, thì do ảnh hưởng từ các đợt dịch bệnh, khiến cho việc kinh doanh phải tạm ngưng vì thuộc nhóm không thiết yếu. Nhiều tháng qua, bà N đã rơi vào tình trạng căng thẳng, không thể ngủ được, dù đã sử dụng rất nhiều loại thuốc an thần. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, người điều trị cho bà N cho biết, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng các phương pháp tư vấn tâm lý, châm cứu, chườm ấm bằng thảo dược và xoa bóp bấm huyệt, luyện tập dưỡng sinh thư giãn, đồng thời kết hợp với dùng thuốc y học cổ truyền. Sau 2 tuần điều trị liên tục với liệu trình lặp lại mỗi ngày, người bệnh ngủ được khoảng 2 đến 4 giờ. Vẫn còn lo âu vì công việc kinh doanh chưa được khôi phục. Bệnh nhân khác là chị L, 42 tuổi, làm nghề cắt tóc cũng thất nghiệp do dịch bệnh. Mất nguồn thu nhập chính vì đang nuôi con nhỏ, chị bị lo âu kéo dài, dần dần khó vào giấc ngủ, ngủ ít và mệt mỏi vào ngày hôm sau. Đến bệnh viện để khám, chị đã được chẩn đoán là trầm cảm. Sau 1 tháng điều trị, chị ngủ khá hơn, tình trạng lo âu cũng có cải thiện. Nhưng vì nguyên nhân chính gây trầm cảm chưa được giải quyết, cho nên chị L vẫn phải duy trì thuốc mới thấy dễ chịu. Hiện mỗi tuần, Bệnh viện Đại học Y Dược tiếp nhận là 20 đến 30 trường hợp rối loạn lo âu, rối loạn giấc ngủ và thậm chí là rơi vào trầm cảm rất nặng, với nguyên nhân chung là bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Phần lớn người bệnh ở độ tuổi lao động, một số trong đó là quản lý hoặc là chủ quản kinh doanh tự do. Bác sĩ Hằng đã lý giải Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, nơi cư trú của 10 triệu dân đến từ nhiều tỉnh thành. Người dân có nhu cầu sống cần đáp ứng ngày càng cao và các hoạt động không thể thiếu như là ăn uống, giải trí, học tập và làm việc. Đại dịch kéo dài phức tạp đã và đang làm cho những nhu cầu được xem là cơ bản này bị hạn chế. Đặc biệt, việc giảm hoặc là mất nguồn thu nhập đã tác động mạnh đến sức khỏe tinh thần của nhiều người bệnh, bác sĩ Hằng đã nói. Bên cạnh đó, các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly phong tỏa cũng đã làm gián đoạn giao tiếp xã hội. Người dân đa phần chỉ ở nhà, ở tại phòng trọ, những nơi có không gian nhỏ hẹp thì không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu thư giãn và xoa dịu bức bối. Ngoài ra thì người dân cũng phải đối mặt với tin tức tiêu cực liên tục được cập nhật hàng ngày, như là số ca nhiễm bệnh, số ca tử vong, hàng loạt tin giả, khiến cho tâm lý lo sợ dịch bệnh ngày càng tăng. Bác sĩ khuyến cáo người dân ngay khi có những biểu hiện lo âu, căng thẳng hay gáo gắt, buồn chán ăn uống không ngon miệng như trước, người mệt mỏi nhiều và nhất là khó vào giấc ngủ, mất ngủ thì cần phải đến bệnh viện để khám và tư vấn điều trị sớm, giảm thiểu ảnh hưởng của những triệu chứng kéo dài này đến sức khỏe tinh thần. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 8, thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực ICU cho bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động với quy mô là 1.500 giường do 3 bệnh viện bao gồm Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế phụ trách hoạt động. Trung tâm ICU do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 16, quận 7. Trung tâm ICU Bệnh viện Trung ương Huế đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 14, quận Tân Phú. Trung tâm ICU Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13, huyện Bình Chánh. Mỗi trung tâm quy mô là 500 giường. Đây là 3 trong 5 trung tâm ICU bệnh nhân nguy kịch tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Y tế cùng với thành phố thiết lập, vận hành bởi bệnh viện lớn tuyến trung ương. Mục tiêu lớn nhất là giảm số tử vong. Những trung tâm này thuộc tầng 5, tầng cao nhất của tháp 5 tầng mà Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai. Ngoài ra, trung tâm ICU 3 bệnh viện dã chiến trên còn thiết lập giường cho bệnh nhân nhẹ và vừa do các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Cụ thể, bệnh viện dã chiến số 13 có 2.000 giường do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Bệnh viện dã chiến số 14 có 2.000 giường do Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh vận hành. Bệnh viện số 16 có 2.000 giường do Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, một tin tức của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.